Quân đội Israel tiếp tục kêu gọi người dân Palestine ở giải Gaza ngay lập tức sơ tán về phía Nam, nhấn mạnh đây là việc khẩn cấp ở thời điểm hiện nay. Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh Israel đã mở rộng chiến dịch tấn công trên bộ chống lực lượng Hamas và toàn bộ khu vực miền Bắc giải Gaza giờ đây trở thành chiến trường. Quân đội Israel cho biết các máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công thêm hàng trăm mục tiêu của Hamas trong giai đoạn thứ hai của cuộc chiến kéo dài 3 tuần Cùng với chiến sự oanh tạc từ trên không, quân đội Israel cũng thông báo đã gia tăng quân số và tiến sâu hơn vào Gaza. Trong lúc tấn công các vị trí của Hamas, quân đội Israel cảnh báo toàn bộ các khu dân cư của Gaza giờ là chiến trường và thúc giục cư dân ngay lập tức di chuyển xuống phía nam, nơi hàng viện trợ đang được gia tăng. Tuy nhiên, người dân Palestine cho biết, ngay cả miền Nam cũng không còn an toàn khi nhiều ngôi nhà ở các khu dân cư đông đúc bị oanh tạc. Israel thắt chặt phong tỏa và bắn phá giải Gaza trong 3 tuần kể từ khi lực lượng Hamas thực hiện cuộc tấn công xuyên biên giới vào ngày 7 tháng 10 làm 1.400 người Israel thiệt mạng và bắt giữ hơn 200 con tin. Trong khi đó, các quan chức y tế ở giải Gaza cho biết đến nay đã có hơn 8.000 người Palestine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em vị thành niên thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel. Trong bối cảnh Israel bất ngờ mở rộng chiến dịch quân sự tại giải Gaza, Nhà Trắng Mỹ cảnh báo Tel Aviv phải cần phân biệt giữa các tay súng và dân thường đồng thời tính đến tương lai khi khủng hoảng kết thúc. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình ngày 29 tháng 10, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhấn mạnh Hamas không đại diện cho nhân dân Palestine, khẳng định dân thường Palestine là người vô tội. Ông cũng cho rằng Israel cần có trách nhiệm bảo vệ dân thường, trong khi cả chiến dịch tấn công trên bộ hay trên không theo cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, tổng thống của nước này, ông Joe Biden, sẽ gọi điện cho thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để nhấn mạnh về lập trường của Washington về việc bảo vệ dân thường. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã đến thăm Kathmandu và cho biết các sông băng ở Nepal đang tan chảy với tốc độ kỷ lục. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với thủ tướng Nepal Pushpa Kamal Dahal trong ngày đầu tiên của chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới đất nước thuộc dãy Himalaya. Ông Antonio Guterres cho biết trong chuyến đi này, ông sẽ thăm dãy Himalaya để tận mắt chứng kiến tác động khủng khiếp của cuộc khủng hoảng khí hậu đối với các sông băng, tình hình rất nghiêm trọng. Diện tích sông băng chỉ sau hơn 30 năm và các sông băng đang tan chảy với tốc độ kỷ lục, gây ra tác động nghiêm trọng đối với cộng đồng. Theo đánh giá của Trung tâm Phát triển Núi Tích hợp Quốc tế, có trụ sở tại Kathmandu, một cơ quan khoa học liên chính phủ trong khu vực các sông băng ở dãy Hindu Kush Himalaya ở châu Á có thể mất tới 75% thể tích vào cuối thế kỷ này do hiện tượng nóng dần lên toàn cầu, dẫn đến lũ lụt nguy hiểm và tình trạng thiếu nước cho hơn 240 triệu người sống ở miền núi.